Xin chào các bạn, chúng mình là nhóm Before and Bakery. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với chủ đề những loài động vật trên thế giới. Những cục bông nhỏ nhắn xinh xắn này không? Đây cũng chính là những con boss mà xe nào cũng biết. Và đây là những chú chó siêu đáng yêu. Ai trên thế giới này cũng biết về loài chó, nhưng chưa chắc bạn đã biết về điều này. Chó không thích được ôm như nhiều người vẫn tưởng, trong khi nhiều người trong chúng ta thường ôm chó như một cách để thể hiện sự yêu thương, thì theo các nhà khoa học, loài chó lại không thực sự thích được ôm. Loài chó nghĩ rằng việc đặt chân tay lên cơ thể nó là dấu hiệu của sự thống trị, và đây là điều chúng không chấp nhận. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng khám phá một loài động vật siêu mũm mĩm, đó chính là những chú hà mã. Các bạn biết không, mồ hôi của hà mã có màu máu. Vậy các bạn có tin không? Hà mã sở hữu một điều kỳ lạ, đó là đôi khi trên lớp da nhẵn bóng của hà mã xuất hiện mồ hôi máu đỏ, thậm chí có lúc toàn thân trở nên đỏ thẫm. Họ đã tìm thấy chất này được tạo ra từ hai sắc tố màu đỏ và sắc tố màu cam. Sự kết hợp giữa hai axit này đóng vai trò lớn trong sức khỏe của hà mã. Chúng không chỉ được như là một lớp kem chống nắng tự nhiên, mà là sản phẩm có đặc tính kháng khuẩn cho làn da mỗi khi hà mã ngâm nước. Cũng giống như tất cả các loài động vật có vú khác, hà mã mẹ sản xuất sữa có màu trắng cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, trong giai đoạn đỉnh cao của sự tiết sữa ở hà mã mẹ, hỗn hợp này cũng tiết ra và nó có thể trộn lẫn với sữa, tạo ra một sắc hồng cho sữa. Các con của hà mã cũng được nếm thử sữa màu hồng ngọt ngào của người mẹ đấy. Cùng tiếp theo, chúng ta hãy cùng theo chân mình tham quan một con vật nhiều lông mà chưa chắc bạn đã biết. Theo Dương, đây là con vật gì? Theo mình thì đây là một loài động vật vừa lai cừu mà khuôn mặt giống lợn. Thì đây có phải là lợn lai cừu không? Câu trả lời của bạn hoàn toàn sai. Đây là loài lợn Mangalista. Ngoài đặc trưng là nhiều mỡ, thì giống lợn Mangalista còn có điểm vô cùng khác biệt. Đó là nó có bộ lông xoắn tít như những chú cừu. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi lần đầu được nhìn thấy chú lợn đội lông cừu hoàn hảo thế này. Và phần cuối cùng thì chúng ta hãy cùng khám phá một loài động vật được mệnh danh là chúa tể rừng xanh, đó chính là sư tử hung dữ. Sư tử thường đi săn vào ban đêm vì chúng có thể nhìn rõ trong bóng tối gấp 5 đến 6 lần đến 8 lần so với con người, và tỷ lệ thành công là 50%. Chúng còn đi săn lúc trời bão vì khi ấy những tiếng ồn và gió mạnh sẽ khiến con mồi không thể phát hiện ra mối nguy hiểm. Gót của sư tử không thể chạm đất nếu chúng đang đi bộ. Ngoài ra, tiếng gầm của một con sư tử có thể nghe thấy từ cách đó 5 dặm là khoảng 80 km đấy. Sư tử có thể sống mà không có nước uống trong 4 ngày. Thật là tuyệt vời phải không? Và sau đây đã hết phần thuyết trình của chúng mình rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye! Bye bye!